Hai đứa em có một cái là đi tuần trăng mật trước khi mà kết hôn. Là công ty của Quý á là có đi chơi Nha Trang và có đăng ký cho em đi cùng. Và đêm đó cũng là đêm đầu tiên đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Không vé nhưng mà không có được trọn vẹn. Nói chung là từ phía nào? Tại là cứ mở ra rồi cắt lại chứ không ra gì. Tại Quý cũng chắc là chưa có kinh nghiệm, em thì cũng cũng chưa có kinh nghiệm nên lần đầu thì bất ngờ. Bất ngờ. Mà cũng ngại ngại nữa nên một hai lần thôi khó thôi. Cũng nói là có nói vậy cũng. Anh nói là anh chỉ có thể nhớ những chuyện lớn thôi. Nhưng mà cuộc đời anh chuyện lớn làm hết rồi nên anh không cần phải nhớ nữa. Anh rất là tốt với ba mẹ em cũng như là với em. Thì em cũng cảm ơn ảnh đã chờ em 29 năm mà không cưới cô nào hết. Mong là đến cuối đời thì anh sẽ là người cuối cùng chia tay em. Em là Ngô Quang Cương. Em sinh năm 1987 và là kỹ sư cơ khí. Vợ em là ở Bình Định và hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào anh chị, chào tất cả mọi người. Em tên là Tạ Thị Ngọc Quý. Nay em sinh năm 1991. Em quê ở Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì tình yêu của các bạn là xuất phát từ ở đâu? Tình yêu của em và vợ em là xuất phát từ 2009. Vợ em vào năm trong này học là năm nhất. Mẹ của Quý, mẹ vợ là xin số điện thoại của em. Ủa mà tại sao mẹ vợ lại có điện thoại của em? Nhà em với nhà Quý thì gần nhau, cách nhau đi khoảng có 2 phút, cách nhau khoảng 2-3 cái nhà. Thật ra em không biết ảnh, em cũng không biết ai hết á. Chỉ có biết chồn của em vài nhà vậy thôi à. Sau khi cái cú điện thoại đó thì sao? Với mẹ Quý điện em và cho em số điện thoại của vợ em á, Quý á. Em có chờ Quý tới một cô giáo dạy tiếng Anh hay và đăng ký cho Quý học ở lớp đó. Tháng 9 năm 2009 là tụi em gặp nhau một lần. Tụi em không có liên hệ với nhau nữa. Em đi theo đường em, ảnh đi theo đường ảnh vậy thôi. Vợ em là người học rất là giỏi, chỉ có lo học thôi. Và Tết về em có lên nhà Quý chơi một lần. Nhưng mà thấy Quý... Không? Dạ không, không có em gặp. Em cũng không biết chuyện đó luôn. Bao lâu thì tụi em mới gặp, mới là giống như là gặp nhau để mà tìm hiểu nhau. Dạ, em nghĩ cái này cũng là ông trời, ông lật sổ sách ra, cái ông thấy cặp này, ông quên. Cái tháng 12 năm 2015, Zalo nó có một cái chức năng là quét tất cả các số điện thoại mình đã lưu. Thì anh đấy thấy em kết bạn với ảnh, yêu cầu kết bạn ảnh, ảnh kết bạn với em. Wow. Dạ. Tối đó em mới vào Zalo á, gặp với nói chuyện, thấy hợp. Thì lúc đó em nhận ra ảnh liền không? Dạ, lúc đó là em có lưu, em không có nhận ra ảnh liền mà em lưu là anh gần nhà dẫn đi học tiếng Anh. Vậy em cũng không biết tên ảnh luôn. Cái em nói thôi người tốt. Mà lúc đó em cũng không có người yêu mà rảnh quá mà làm gì đâu. Thì có người nói chuyện mình sướng, mình nói chuyện cho vui thôi. Em tấn công tấn 2 đêm mà đêm thứ 3 làm đi chơi uống cà phê. Đó, có nghĩa là người ta có 3 đêm thôi là rủ đi uống cà phê được. Bao nhiêu lâu thì hạ gục? Ngày 13 là em dẫn đi uống cà phê nói chuyện. Tới ngày 16 là ngày sinh nhật của em á. Rồi em có kêu Quý tới dự sinh nhật của em. Lúc đó là ảnh nói với em là chỉ có bạn ảnh thôi. Ảnh dẫn em tới là toàn anh em của ảnh không à. Nguyên cả dòng họ của ảnh luôn dần như vậy á. Em nghĩ rồi xong anh này dẫn mình đến coi mắt rồi. Được thì quen tiếp mà không được chắc thôi. Là tối đó là em tỏ tình luôn. Coi như là hạ gục luôn. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì đám cưới? Dạ sau đó khoảng 3 đến 4 tháng á. Nói với Quý là thôi mình cưới. Mà gia đình Quý á thì mẹ Quý là không đồng ý. Lý do sao không đồng ý Quý? Dạ bởi vì là nhìn vào hai đứa em nó không có mối liên hệ gì với nhau hết. Ảnh thì học rất là dở, em thì học rất là giỏi. Ảnh thì ba sàm ba láp, dạng như là hay nói ba sàm ba láp, em nghiêm túc. Em thì hơi giống con trai một tí, còn ảnh thì hơi yếu điệu tí. Nói chung là nhìn vô thì ba mẹ nó là nhanh quá, sợ hai đứa bốc đồng á. Có chồng cho vui vậy thôi chứ nhiều khi chưa suy nghĩ chín chắn. Thế là không cho cưới, nói là tìm hiểu thêm đi. Sau đó thì có một cái việc mà làm cho em cảm thấy là em phải xin ba mẹ em cho cưới ảnh. Lúc mà em đi làm á thì mới ra trường em có cho bạn em quay tiếng dùm á, đứng tên dùm á. Thế là bạn em không có trả mà người ta liên hệ tới về tới ba mẹ em luôn. Nhưng mà ảnh thì ảnh không có la em, ảnh không có nói gì hết. Ảnh chỉ gọi điện về cho ba mẹ em nói là Quý không có sai gì hết. Đây là bài học kinh nghiệm thôi. Rồi ảnh giải quyết những hậu quả để lại sau cái cuộc mà tàn binh đó. Thì em thấy thì em thấy là ảnh là người có thể che chở và bảo vệ cho mình. Rồi trong thời gian yêu nhau á thì có kỷ niệm gì đáng nhớ không?
Hai đứa em có một cái là đi tuần trăng mật trước khi mà kết hôn. Là công ty của Quý á, là có đi chơi Nha Trang. Là có đăng ký cho em đi cùng. Và đêm đó cũng là đêm đầu tiên đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Đó thì vui vẻ nhưng mà cũng không có được trọn vẹn. Nói chung là... Từ phía nào? Tại... Là cứ mở ra rồi cắt lại chứ không làm gì. Tại Quý cũng chắc chưa có kinh nghiệm, em thì cũng cũng chưa có kinh nghiệm. Nên lần đầu thì... Bất ngờ. Bất ngờ. Mà cũng ngại ngại nữa nên một hai lần thôi khó khó thôi. Cũng gói là có gói lại cũng. Chắc em nghĩ chắc cũng hơi lâu á nhưng mà không làm được gì thôi. Đêm thứ hai. Đêm thứ hai thì mới rút kinh nghiệm, em mới rút kinh nghiệm được nhiều. Dạ thôi, đêm thứ hai mới suôn sẻ hơn. Mới thành công. Dạ. Nhưng cũng mừng, tưởng đóng gói nữa chứ. Đóng gói nữa chứ không cưới quá. Rồi tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 18 tháng ạ. Vậy thì tụi em có bị vỡ mộng về nhau, nghĩa là người bạn đời của mình có loài tật xấu không? Chắc cái đó để em kể trước đi. Bởi vì là em có hào hứng trong cái chuyện này lắm. Em nói hoài nhưng mà ảnh không sửa được. Thứ nhất là ảnh ở dơ. Em... Thôi, giả trực quay người ta mỗi lần nghe từ ở dơ người ta rần rần không? Là ảnh nói là cái này là anh sống như vậy từ trước rồi. Ảnh có một người em sinh đôi nữa. Thế là hai anh em, ông này mặc xong treo lên. Thì ông kia lấy mặc tiếp. Thì ông kia lấy mặc xong rồi, lấy treo lên. Thì ông này nghĩ là giật rồi, lấy mặc tiếp. Thế là nó có vậy mùi hả? Anh nói đồ vẫn thơm nên anh vẫn mặc được. Mà em hỏi là chu kỳ đó khoảng bao lâu thì anh nói là anh một tháng mới giặt đồ một lần đâu. Hồi đó là sinh viên cũng hơi làm biếng. Tật xấu thứ hai là anh có trí nhớ siêu siêu đẳng luôn, có nghĩa là có khả năng quên ngay lập tức sau khi anh nói. Ví dụ như anh nói là anh sẽ đi lấy ly nước đi, xong ngó qua ngó lại là anh quên luôn. Rồi ví dụ như anh nói anh ơi làm giùm em cái này đi, thì quay qua quay lại em ơi em nhờ anh làm cái gì. Đảng trí đó. Anh nói là anh chỉ có thể nhớ những chuyện lớn thôi. Nhưng mà cuộc đời anh chuyện lớn làm hết rồi nên anh không cần phải nhớ nữa. Cái thứ ba là ham chơi. Anh có một bộ môn thể thao anh cực kỳ yêu thích là đánh bida. Ví dụ như anh đang mệt đến mức độ mà anh đang sốt đi mà anh không thể ngồi dậy được, nhưng mà chỉ cần bạn anh gọi anh đánh bida thôi là giống như anh mới tiêm dopamine vậy. Bật dậy, cầm cây cơ, ra xe máy, cắm chìa khóa vèo là đi đánh bida. Ba cái đó là lớn nhất rồi. Rồi Trương. Vợ em thì thật xấu là không có, nhưng mà khoảng năm nay thì chưa có con á, thì vợ em cứ nói thôi anh đi kiếm người khác đi. Xin người đẻ đi. Cứ từng có hay sao? Tụi em cũng có một lần rồi, là Tết năm vừa rồi á, thì tụi em cũng có được 3 tuần nhưng mà thai hơi yếu á. Thế tụi em về quê rồi thì sau một tuần thì sải thai. Tại tối đó là khám thai là sáng ngày 26, là 6 giờ là tụi em phải vừa bình tĩnh rồi. Tụi em đi xe. Ngồi xe máy, xe du lịch. Dạ. Và về tới nhà là ngày mùng 4 Tết á, là động thai, mất sảy thai. Bởi vì là ngày xưa ảnh có nhiều bạn gái lắm, mà em cũng biết bạn gái của ảnh thì nhìn cũng mắng đẻ lắm, nên em nói với ảnh là ngày xưa mà nếu như mà anh quen cưới bạn gái cũ thì bây giờ là có vài đứa rồi, chứ đâu cần cưới em làm gì, bây giờ là phải chờ mong như vậy. Thì em hơi tiêu cực tí. Thôi đừng có tiêu cực. Sau chương trình này về sẽ có tín hiệu tích cực nha. Dạ em cũng muốn như vậy. Bây giờ quay trở lại đến cái chuyện thật xấu nè. Còn thật xấu nữa không? Hay có cái gặp chuyện gì đó mà buồn á là ít khi nói với em, giống như là cho em đoán vậy đó là hết rồi. Hết rồi. Hai vợ chồng em anh thấy ai cũng hiền hết chứ. Dạ. Có bao giờ cãi nhau? Chắc là mọi người nghĩ là không tin đâu nhưng mà thật sự chưa một có giận. 5-6 tháng rồi. Cảm từ lúc yêu luôn. Lúc yêu luôn là 2-6 tháng là không có giận nhau. Dạ tụi em nhường nhau rất là nhiều. Giống như là nhịn thì nó hơi khó nhưng mà nhường á. Ví dụ như mình nhường nhau, hai đứa em cùng một quan điểm sống nữa nên đôi khi nó dễ dàng trong cái việc là dung hòa mối quan hệ giữa hai bên. Bây giờ mọi người ở đây có muốn nghe bí quyết của vợ chồng này không? Tôn trọng lẫn nhau. Cái tôn chỉ là tương kính như tân á. Có nghĩa là dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì hai đứa vẫn coi nhau là rất là tôn trọng nhau, nhỏ nhẹ với nhau chứ không có lời ra tiếng vào với nhau. Tuyệt vời. Vậy rồi. Thì tụi em có mong muốn thay đổi gì không? Dạ đối với em thì ảnh như vậy là được rồi. Bởi vì ảnh nhà em chỉ có hai đứa con gái thôi. Ảnh rất là tốt với ba mẹ em cũng như là với em. Thì
Em cũng cảm ơn ảnh đã chờ em 29 năm mà không cưới cô nào hết. Mong là đến cuối đời thì ảnh sẽ là người cuối cùng chia tay em. Bởi chị nói nè, bây giờ cái vấn đề mấu chốt còn lại ở đây là vấn đề con. Dạ. Mà chị nói để em thông đầu óc rồi, nó đơn giản lắm. Hiện giờ nó rơi vào trường hợp là của em. Em là tự nội tại em á, có nghĩa là ảnh không cằn nhằn mà em cũng không có bị áp lực từ phía ảnh hay là từ phía gia đình. Dạ. Nhưng mà em tự áp lực bởi bản thân mình. Thành ra chị thấy là em nên giải tỏa cái điều đó đi. Rất nhiều những cặp vợ chồng gần như tuyệt vọng trong vấn đề con cái. Dạ. Sau khi tham gia vợ chồng son á, thì là về có tin vui. Mà mình không hiểu lý do tại sao luôn. Nhưng mà còn một điều nữa, ví dụ chị nói trong trường hợp mà cái tự nhiên á, nó không có đến với mình á, thì bây giờ á, những cái chuyện mà về thụ thai nè, về thụ tinh, trời ơi, hay lắm luôn, chị nói thiệt. Bây giờ y khoa rất là phát triển, cho hay nên lắm. Là riêng cái vấn đề con cái các bạn cũng giải tỏa đi, là tính cái là nước hai đó, sau khi tham gia chương trình này về mà thấy chưa ổn nữa thì bây giờ mình tính tiếp nữa hả. Dạ. Năm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son, chúc cho vợ chồng của Quý và Trương lúc nào cũng yêu thương nhau nhé. Yeah. Và năm sau sẽ chào đón một thiên thần bé bỏng, hoặc là xinh đẹp, hoặc là khôi ngô nha, sẽ đến với gia đình của mình trong 2019. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Chắc chắn luôn á đó. Em tên là Phương Phúc, năm nay 37 tuổi, đang làm cho một công ty vận tải. Em là Khả Vy, em năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp thì là dược sĩ nhưng mà hiện tại là đang là nội trợ. Trời ơi, tên gì mà mạnh mẽ dữ vậy. Khả Uyên. Dạ. Uy Uyên và Uy Uyên là Uy Hiếp nữa. À, nhìn Uy thì có một cái chiếc răng khểnh rất là dễ thương. Vậy thì có duyên nào hai bạn gặp nhau? Đó là cái đêm Noel, bạn em á có kế hoạch đi uống cà phê. Em là một người hay đến sớm, được một lúc cô ấy vào thì ấn tượng đầu tiên về cô ấy rất là cá tính, có một cái trang phục quần lính, áo ba lỗ. Kế đến đó là về cái khuôn mặt thì trông cô bé cũng rất là dễ thương. Nhưng mà ngay thời điểm đó chị hỏi thật lòng em nha. Em có thích khi mà cô mặc cái bộ đồ tomboy như vậy không? Cũng không thích lắm. Bản tính của em là thích cô gái nhìn vẻ thùy mị hơn. Nhưng mà cô đẹp quá, cô dễ thương quá nên mình để ý chúng. Vậy lúc đó thì nhìn thấy chồng em thì cái thời điểm đó thì em nghĩ như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc mà tự nhiên em cảm thấy rất là tin cậy á. Mới gặp là tin cậy liền hả? Dạ. Em chỉ bắt chuyện bình thường thôi. Em tới em hỏi ảnh là ủa anh ơi, anh có phải là người Bình Thuận không? Ảnh nói đúng. Lúc đó em ngạc nhiên. Bà xã em cũng là người Bình Thuận. Vậy là hai bạn đồng hương phải không? Dạ. Từ sau cái buổi tối hôm đó thì cứ thuận buồm xuôi gió hay là như thế nào? Sau khi mà uống cà phê xong, cả nhóm đi hát karaoke. Rồi sau đó thì em cũng chủ động đề nghị là đưa cô ấy về, rồi xin số điện thoại, rồi tụi em giữ mối liên hệ với nhau. Sau đó thì có một hôm tụi em có cái kế hoạch em giới thiệu cho cái nhóm bạn mới của em. Nói trước là cũng có để ý cô này rồi, thì các bạn coi thế như thế nào. Mà cô có biết không? Không biết chị. Không biết. Em bí mật với cô hả? Dạ, em biết. Rồi làm sao mà em đưa nàng đến đó được? Khi mà em gọi điện thoại nói cô ấy ra đó, cô ấy kêu là mệt ghê, từ từ ra. Chứ em nghe xong em buồn ghê, em hụt hẳn cái chút mấy. Nghĩa là nghe cô nói mệt ghê là mệt từ ghê. Ủa sao kỳ vậy em? Lúc đó thì em mới vừa đi học về thì cũng hơi mệt. Mà cái câu cửa miệng em hay nói là mệt ghê, mệt ghê. Thì anh lại nghe, anh lại nghe là anh lại tưởng em là giận dỗi hay là gắt gỏng gì vậy. Nhưng mà lúc mà em trả lời là mệt ghê thì chắc chắn nó phải có một cái vế sau nữa đúng không? Dạ, em nói là mệt ghê, từ từ rồi em ra. Tại anh cứ giục hoài vậy đó. Thì tự nhiên cái em đang nói chuyện nghe có mấy cái cụp. Em cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà em cũng muốn ra đến nơi thì nói chuyện không thèm trả lời. Đúng mặt ngầu. Là quạo lên rồi. Quạo lên rồi. Em cứ bắt chuyện một hồi hoài không thấy nói. Thì có một cái anh bạn của ảnh á, thì mới đến nói với em nè. Ồ, hai đứa đang giận nhau hả? Anh Phúc á, là ảnh đang là ngôi sao sáng giá đó nha. Wow. Ráng mà giữ ảnh. Thì lúc đó thì em mới cảm thấy là chắc là ảnh đã giới thiệu bạn ảnh á, là em á, là với tư cách bạn gái rồi. Dạ, lúc đó em cảm thấy em rất là vui và sung sướng. Mà mừng đúng không? Dạ. Rồi thì ai là người chủ động tỏ tình trước? Là ảnh. Sau một thời gian mà tìm hiểu nhau á, thì em quyết định là tỏ tình. Sau đó thì em mời cô ấy đi uống cà phê. Sau một hồi đi vòng do Tam Quốc nói chuyện vào lúc cao trào. Em nhận vấn đề luôn. Em nói em ơi, làm em gái của anh nha. Có một cái không gian lãng mạn như vậy thì khi em nghe cái câu đó, đó phản ứng của em sao? Em đang chờ đợi là anh tỏ tình. Em có chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ đồng ý. Anh mới nói là em dạ liền. Nhưng mà tự nhiên em nghe vậy cái là em bất ngờ, em đột lên em nói là không, em có nhiều anh trai rồi. Trời ơi, rồi cuối cùng em có sửa lại câu nói đó không? Sau một vài giây em bình thường lại. Nói vậy thôi em làm.
mà gái của anh nha. Lúc đó cái cô ấy đưa cái bài qua, cô ấy chạy đi bất ngờ. Vậy đó hả? Như vậy là từ lúc mà tỏ tình rồi, cái ngày sinh nhật đầu tiên của cô ấy, dạ, em làm điều gì cho cô ấy vui? Cái này chắc là em kể. Bây giờ em mà nhớ lại cảm giác đó thì em cũng cảm thấy em hạnh phúc. Hôm đó em đợi từ sáng cho tới chiều, không thấy nhắn tin, không thấy gọi điện. Thì em đang ngồi buồn vậy, mấy chị ở trong cùng phòng trọ với em thì mới reo lên là Uy ơi mày sướng quá. Cái em không biết chuyện gì thì em ra ngoài cửa em nhìn thì em thấy trời ơi sao mà giống y chang như là một người bán bong bóng vậy đó. Là đằng trước xe là trang được một bóng rất là to, một tay thì xách một cái bình hoa tulip. Em rất là cảm động và cảm thấy hạnh phúc ghê lắm. Ngày hôm đó thì em cũng muốn là tạo cái bất ngờ cho cô ấy. Sáng hôm đó là em đi mua bông, mua bong bóng, xong có đó về em nhờ em gái của em và em thổi xong bây giờ khi mình nhắc lại là cô em gái rồi. Trong lúc mà quen nhau như vậy, hai bạn có thường xuyên mà đến nhà nhau chơi không? Dạ có, em nhớ cái lần đầu tiên mà em đến á thì đang nuôi cua chuẩn bị nấu nướng này kia vậy đó, thì có tiếng chuông cửa. Em mở cửa thì em thấy có một người thanh niên, cái em hỏi ủa anh tìm ai. Anh này thì không có nói gì hết, cười thôi, mà ảnh có cái hành động là giống như là muốn mở cửa để bước vào nhà. Thì em mới gằn giọng lên hỏi ủa anh tìm ai. Anh nó lại càng không trả lời mà nó lại cứ cười nữa. Em đang định quát lên đó thì anh này đi về. Cái em hỏi ủa sao về sớm vậy? Em nghe hỏi vậy là em biết rồi, là người đó khó rồi chị. Cái cậu đó là em trai của em, cô ấy thì chưa biết mà. Quen với cổ chắc cổ giận dữ lắm á, có hay giận lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hay giận. Ừ, mà cũng muốn hay cho con. Dạ. Thế chồng em có hay giận không? Dạ chồng em chắc hay giận hơn em nữa đó. Gì? Dạ. Một cái chuyện đơn giản như là em đi chơi với bạn thôi là anh cũng đã đùng lên giận rồi đó. Bạn trai thì đúng rồi thôi. Dạ, không, bạn gái thôi. Vậy hả? Dạ. Ủa mà sao đi với bạn gái cũng giận là sao? Thường thì em đi làm ra thì em ghé nhà cô ấy, nhưng mà bữa đó thì là cô ấy đi chơi với bạn, không nói cho cô ấy biết. Giận là bị hụt hẫng đó, khi yêu nhau á người ta cứ muốn cái người đó là phải của riêng mình đó. Yeah. Đó rồi bây giờ đi đâu không chịu nói, không chịu gì hết trơn á, tự nhiên là lo gì tới mình lo bữa đó là mình yeah. Cái gì đến cho cổ đó. Hay là mình lo lắng các thứ đúng không? Dạ, dạ. Rồi ngược lại em có những cảm xúc giống như anh không? Dạ, cũng có ghen nhưng mà cũng sơ sơ. Có một lần em dắt cô bạn thân của em đến nhà chơi á, thì cô đó vừa thấy anh Quốc là cô khóc oà lên, coi như là khóc nước khóc nở luôn, khóc mà xong một hai là kêu là thôi mày chở tao về đi. Lúc đó thì trong đầu em có rất là nhiều câu hỏi. Em quay sang nhìn bạn em, em cứ đặt câu hỏi là không biết là anh này làm gì nó mà tự nhiên nó khóc dữ vậy. Ra tới đường thì nó mới nói chứ ôi ơi sao anh Phúc á ảnh giống người yêu của tao quá. Thường á thì khi yêu nhau á mọi thứ đối với mình á nó rất là đẹp, nhưng mà khi lấy nhau rồi đó tụi em có một cái gì đó nó cảm thấy bất ngờ về nhau. Dạ có. Trước khi cưới là một người rất là điềm đạm vui tính, mà sau khi cưới về rồi á là khó tính này, hay càm ràm nè, hay chê em. Hồi yêu nhau là không có chê, cái nào cũng khen hết á. Trước cưới là nói là em ơi em mặc quần lính với áo bà lỗ đẹp lắm phải không? Thì đó là style của cô ấy. Thì trong khi đó style của em là áo sơ mi cũng như là quần tây, thì em cũng có quy định như là sau khi cưới về thứ nhất là không mặc áo bà lỗ cũng như là quần lính cũng như quần sọt mà đi ra ngoài đường. 4-5 cái quy định lận là không đi rượu nè, không la cà nè, dọn nhà sạch sẽ và nấu ăn á là phải đầy đủ món, là món mặn, món canh, món xào. Rồi chồng em chê em là chê cái gì? Nhiều lắm chị. Như em nấu ăn, lâu lâu em nghĩ ra được cái món mới thì em nấu. Thì thay vì chồng người ta thì người ta khen đi để cho vợ mình á là được hãnh diện xíu. Không, cái này á anh thấy cũng bình thường thôi. Thậm chí có hôm người chê dở quá đi. Vậy nhưng à? Mà vẫn ăn hết. Dở có thể nào cái đó là chiến lược của em để thay đổi bà xã không? Thì bạn nói đúng á, khích để bà xã này hoàn hảo hơn. Kiểu này là chồng ghiền món ăn vợ nấu nè đúng không? Dạ. Có khi nào mà ổng giận quá rồi không cách gì làm quề cho ổng được á, nấu cho ổng bữa cơm ngon ổng hết giận không? Dạ có. Rồi mỗi lần cổ giận thì em làm sao cho cô hết giận? Em hay năn nỉ, mua quà, mua đồ ăn lạ về. Mỗi lần em giận chồng thì em thể hiện như thế? Em không thèm nói chuyện. Không thèm nói chuyện? Dạ. Có lần nào mà giận dữ dội không? Dạ cũng có. Hôm đó ảnh nhậu xịn, em có cằn nhằn một vài câu rồi em bỏ ra khỏi phòng. Một lát sau em quay lại là để em coi thử có bị cái gì không. Vừa mở cửa phòng ra thì em thấy trời ơi, ở trong phòng toàn là giấy báo xé vụn đầy hết một phòng luôn. Sao xé áo mà xé báo? Xé không nổi rồi. Em mới hét lên trời ơi anh ngủ một mình hay sao. Ảnh mới la là
Ừ, anh ngủ một mình, em đi đi. Đuổi vợ luôn. Em tức quá mà, em xách giỏ em đi. Rồi thì em gọi điện thoại cho bạn em tới chở. Lúc đó thì em cũng có chạy theo. Thì thấy cô bạn hăng đón này, em cũng yên tâm em quay về. Nhưng mà đêm đó cả hai người có ngủ được không? Em nằm em suy nghĩ, rồi tới sáng thì em mới nghĩ là mình hơi đông mà giận người say. Cái là em sẽ giảm đi về. Đúng rồi, em có suy nghĩ gì đúng, ai ơi đâu mà giận người say. Nhưng mà em lâu lâu em hãy say thôi, chứ em say kiểu này thường xuyên là mất vợ đó nghe. Cái tật xấu của em là say xỉn. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là cái gì? Hay suy nghĩ. Em hay đi tiếp khách á. Em có gọi điện thoại về, nói là hôm nay anh đi tiếp khách một chút. Thế là bắt đầu cô ấy suy diễn. Thì ảnh mỗi lần ảnh gọi về nói là hôm nay em đi, anh đi tiếp khách đó nha em. Thì em nói anh đi tiếp khách hả, anh đi tiếp khách ở đâu? Anh nói là ở nhà hàng. Em nói là nhà hàng nào? Nhà hàng ở quận 3 á. Ủa nhà hàng đó hả, nhiều tiếp viên nữ lắm đó. Cái anh nói là ừ nhưng mà nó mặc đồ kín đáo lắm. Cái em nói mặc đồ kín đáo nhưng mà đứng gần không? Anh nói là thì đứng gần nhưng mà chỉ rót bia thôi. Nói không, rót bia một hồi là nó sẽ ngồi lên đùi đó. Suy diễn có rồi là có bài bản như vậy. Suy diễn giống như là cô ấy đang ở hiện trường vậy. Khi mà vợ của em ở nhà để làm nội trợ và chăm con không á, thì cái chiều hướng của cái suy diễn nó khó mà bỏ lắm. Đó là kinh nghiệm chung. Bởi vì tự nhiên mình ở nhà mình thấy cái cuộc sống mình nó bị hẹp lại đó. Rồi là công việc của mình á, thì nó lại đơn điệu, từ sáng nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ tạm thời có điều kiện mà chồng lo được cho mình thì mình ở nhà mình chăm con cho nó cứng cáp. Nhưng mà khi con lớn rồi thì em nên tạo điều kiện cho vợ em tiếp xúc với xã hội. Thì lúc đó cổ sẽ bớt suy diễn. Em đi làm rồi em sẽ thấy rằng là cái phản xạ của em nó rất nhanh nhẹn. Vừa phải việc nước vừa phải việc nhà, tự nhiên người phụ nữ họ nó nhanh nhẹn lắm. Thì cái gia trưởng cũng sẽ bớt, bởi vì sao? Mình sẽ thấy cái khác ở vợ mình. Rất mong á, là qua cái buổi nói chuyện này xong á, các bạn về sẽ có một cái họp tổ dân phố nhỏ nhỏ với hai người đó để đúc kết vấn đề này và để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc, chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị. Diễn viên phải lấy lòng người đẹp mà. Chị biết sao mà em nói năm nào cô ấy cũng lì xì không? Tại vì nhìn cô bé giống như là một em bé vậy đó. Nhìn cái gương mặt rất là trẻ thơ. Đúng không? Nhìn rất là baby. Cho nên là cái việc mà baby này được nhận lì xì từ các người lớn, từ những người bạn, đó là chuyện bình thường, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu câu chuyện nha. Không có gì trầm trọng lắm đâu. Đầu năm mới chúng ta phải nói những gì cho thật vui, đúng không? Rồi bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Hai đứa quen nhau sao nè? Quên chú. Hai đứa giới thiệu tên mình chứ. Chưa giới thiệu luôn. Trời ơi. Chú có quà một cái là cái chú bị rối luôn. Rối luôn. Rồi mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi. Và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải. Dạ. Trí. Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. Dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. Dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. Content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Thí dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok của con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi là theo đuổi cô ấy đúng không? Gua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ lắm á chú. Là cách đây khoảng 2-3 năm trước. Thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con, thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Là con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý hai á chú. Cái xong cái về, về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Vậy đó hả? Tức là lúc đó là con đã làm content rồi. Và con tới để mà con review cái nhà hàng của anh. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ không, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm mà giờ cô hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được, tại vì con không có ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi hồi đó là có chung nó, có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là
cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó là con, cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà bữa tiệc. Của một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy ra giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có con người bộ. Yêu còn dạ. Đứa là ở không thì đó. Nó ở không đó rồi. Nó ở không mà chạy mô tô đó. Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ thật ra là sao? Con nhớ cái mô tô thôi đúng dạ, không dạ đúng không có nhớ con nó. Chỉ nhớ cái xe là... tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô rồi sau đó cô mới nhìn người. Tại vì cái mô tô nó bự quá bự mà những cái tiếng nó bự quá chị sợ lắm, nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Nó nghe nè, rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay xong lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm mà lúc dịch đúng không? Dịch phải gì ổng dẹp luôn đúng không? Dạ đúng rồi, là nó giật hết em ơi, không còn một cái gì mà có thể mà qua được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn tới giờ đó, cặp đôi mà chú con nè đó. Rồi nó nghe nè, rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi, rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi kìa lưới con kìa dạ. Lưới con kìa dạ, tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng qua thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, bạn ấy lúc đã lên làm việc xong review cho quán con á. Ừ thì dạ. Là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau. Ờ chắc là gần Tết đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt con thả icon dạo, dạo đó con. Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon đó con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Con thả icon gì vậy trái tim con tự nhiên người ta đăng buồn mà tự nhiên cái ha ha ơi thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Con thả rồi, nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha ha mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy làm sao? Dạ cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng một cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con thả ha. Ha ha cái gì? Cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á đúng không? Kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con vẫn dạ, đang quen? Dạ không, con lúc đó con một mình rồi, lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Bạn này hả? Dạ. Trời ơi thiệt không? Sao con biết? Thiệt Quyên. Sao con biết? Bạn mến con trước. Bạn nói thích con trước nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con. Khoan xới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ con hỏi cô chú nha, hai đứa nói chuyện thì con thấy là thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Hay dạ đúng trong rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua quà tặng tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm cho mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ông hỏi sao thì hỏi là lúc anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi thì cái vậy đó, cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta, rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao. Nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á đó. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu.
cái ổng mới kêu là không. Dạ. Cảm lắm vậy hả? Lên lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ, xe xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Vấp chở về một vòng lại Gò Vấp lại cái không. Sao trả lời vậy đó? Sao kỳ vậy? Con giải thích cho cô tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không nộ nô vậy hả? Đúng không? Không dạ, là nộ nô đúng không? Đúng rồi. Em cười nộ nô thì trời em bất ngờ. Trời em không? Trời trời chị đánh giận tiếng Anh bộ ghê vậy á. Đúng không con? Không là nộ nô đúng rồi. Đúng rồi, đúng đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới kiểu là sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi cũng là trên mạng cũng có nhiều nhiều người ấy với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu cái nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ con sợ là con đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới ngại chứ mới sợ dạ, là ngại đó. Rồi là không rồi. Khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi. Để mất tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau. Ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không tự rồi. Ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng rồi. Nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi. Tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi mà hỏi coi như thẳng thắn trên. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng vậy đó. Rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Dạ. Rồi sao? Tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bé này nó bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng ấy. Rồi cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn đúng không? Thiếu thốn. Chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thật ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đờ này kia nọ đúng không? Đúng dạ. Em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó dạ. Mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều cũng mua đồ qua cho ăn cái thứ rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua con đồ cũng là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con vẫn xuống con lấy như bình thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như rồi, vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có. Đó. Cũng có sao được, nhỏ xinh vậy quá xinh với lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có. Con sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con tấn công rần rần đúng không? Đó. Dạ. Rồi sao nè? Rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy á? Dạ. Nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn cái tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Lúc dạ con nói vậy luôn, con hỏi vậy. Thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chàng cô vậy đó. Lúc ổng thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi rồi con mới đúng rồi tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy hả? Tại vì lúc đó là con chưa cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng dạ, luôn nè dạ. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ ổng rủ con đi nhậu.
Kêu thôi anh với em đi nhậu đi. Cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về. Chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu à, tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái tự nhiên cái con lên con dắt lên phòng, cái con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn. Nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ. Kêu tự nhiên cái con lên nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn. Cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay con thấy, ủa ông này cũng xỉn thiệt hả ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Đó, chỉ hung thôi. Luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Mà ủa như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt. Xỉn thiệt. Là... thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Ừ. Cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu cái con ngủ luôn. Con ngủ luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc đó con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết. Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy con nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới hồi tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới 3 tháng. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Ừ, trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay. Có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó cô chú. Nên là thì con cũng ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi. Là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook. Cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó lộ quá. Nó mà tại vì trước đó là bạn có nói con là xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly các bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ con. Thì cái tiêm đó... mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ gì hết, đút cây chỉ lên là xong rồi. Là con tranh thủ làm. Dạ. Rồi sao lúc đó? Kiểu lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình ấy con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Bọn không có nói cô. Cái không con mới gửi tấm hình qua. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chỉ gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chị có vô chứ. Em đi tìm dạ. Người ta. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Dạ tại vì qua nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu người ta qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nói nhiên. Nói cho rõ ràng cho dạ, không? Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm nửa năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không tâm tâm con kêu không qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Cái mà xong, qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu như bà cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lát cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Tại bà kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ con hỏi thiệt con này, giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan rồi. Nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó đẹp cái mũi luôn. Con sao? Lúc dạ mũi không, con... mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn lì làm. Dạ thì nên nó đòi chia tay là đúng.
Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó, chứ không có cần cái đó luôn. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi, cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi, đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mặt. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói với chồng con là em mới được bút định hình môi, con đâu dám nói tim đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tim lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tim cái này là tim tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn. Cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tim cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tim tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự nhiên. Dạ, con thích cái bình thường. Tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà. Dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. À bây giờ thôi chú hỏi nè. Có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ, chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Là ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo, thì dạ, thôi con thấy là vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao, có lặng dạ không? Cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện, cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới giờ cũng là lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok cái luôn. Qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu đồ xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em sao vậy giỡn vô tư dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng hả? Đây dạ, mới 3 tháng. Dạ. 12 mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng năm. Thì 4 tháng sau là dạ. Cưới đó dạ. Đó trời, con hỏi không nữa, ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới, nhưng mà con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì có khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Trời đó cô, nó giàu lắm, lỗ tai lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Cái là chị nhìn cái trán. Trán nó kìa. Thôi, con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Rồi. Mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần kia đi chị ơi. Đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ, hai vui. Đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi đã hết. Dạ, cũng đã hơi dạ, lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Bây giờ ai kể trước đây? Kể trước đó. Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu ê em kiểu thương nhau quá trời em ha. Cái tự nhiên cứ nói câu ao con vậy em, người ta trời thương nhau quá trời em, ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà cái đặt kiểu lấy hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra vẻ đó, cái mặt rất là sân si dạ đúng rồi. Con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Có nghĩa là bên ổng rất sân si đúng không? Rồi tiếp tục. Sao ta, con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong rồi con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng con là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy cái bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết style gì nữa. Không có mặc body đâu. Cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dù mình đi ra đường hay gì đó thì đó thì chắc vậy thôi quá, chắc tật xấu quá vậy thôi. Có vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới nói nghe nè. Ví dụ con á bây giờ vẫn là một hot TikToker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment.
Thì thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó, không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị ơi, trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ, anh muốn trả lời vậy. Ví dụ như là fan fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ông vô ông sẽ comment lại: thay mặt chồng em cảm ơn anh. Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi. Ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô, thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài. Thì cũng kiểu thân thân vậy mà. Ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi, bắt đầu hung con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ông sát chứng tỏ cho. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha quý chế. Đó, là già. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con. Giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói, là con thấy cái sự thay đổi luôn, chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng luôn. Rồi. Giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi, đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Đúng không? Rồi. Giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới về thì nhiều lắm chú. Kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy. Kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong, cái bà đi đâu một vòng nó quay lại: ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây? Cái con kêu: em mới kêu anh làm như vậy luôn. Mà kêu: không có, em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ. Đó là kiểu vậy luôn đúng không? Hay quên mà luôn, mà tỏ ra mình là nhớ đúng. Tưởng như cái là bệnh nặng. Tưởng như mình là người nhớ đúng. Luôn nhớ. Ừ dạ. Hoặc là nhớ đúng. Chết cha. Cái này hơi bị khó đó con. Nó dạ. Phải là là nó dạ. Trong là bệnh lý rồi. Ừ, nó bệnh lý rồi. Có nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mà mình quay lại. Tại không quay lại con nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè. Phòng khách là hai nè. Đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên gì đó đại khái là. Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Đó để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Rồi sao nữa nè. Với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc, mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không, mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu như là giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi. Cái con mới đi ăn sáng, ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Đó là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hao con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy. Cái con biết bà em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là: ủa bà em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa. Sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, nó không nhớ. Vậy làm sao? Nó không nhớ rồi, đúng rồi. Con được. Thì con thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên cái em dạy ăn bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Cái gì? Bánh canh hôm qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi? Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. À. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có muốn cái cô á cổ giúp việc cho con á. Rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ, với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà á. Ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ lắm. Dễ ẹt à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng vợ nấu cơm, mẹ con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó là... Sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết rồi đó. Mẹ con dậy con rửa chén rồi, nói chung là ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sóng cơm nữa.
Dạ. Cái con... gì nồi cơm điện mà con cảm thấy sống được là con hay lắm á. Dạ. Chứ còn nồi bấm. Cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được con... lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không bấm biết sao gì? Nữa. Ý là bình thường con vẫn nấu cơm được. Mà hôm đó là chắc vợ mẹ chồng con mới biết á là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá. Thôi để vợ vô, vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm. Cái con cắm cơm xong rồi lên rồi ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về. Mẹ chồng con mất lại đó. Còn con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho. Chứ con cắm nồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ ba mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm. Dạ, có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, lộn nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? À mẹ con á, mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại. Đừng có nói những cái gì kiểu nó nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi. Bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải rồi. Khéo léo lắm á, chứ không có mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước nhìn sau, nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới. Chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó, thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Dạ. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Dạ. Tại vì sao biết không, thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm. Dạ. Vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn. Đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á, thì sợ hãi cái chuyện. Dạ. Hạnh phúc của tụi con đó. Dạ. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không. Dạ. Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Dạ. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa, đúng không? Dạ. Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được. Những cái lúc mà mẹ nấu á, mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình. Dạ. Mà mình lại vừa một công đôi chuyện. Ừ. Lấy điểm với mẹ nữa. Dạ. Đúng không? Ừ. Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc. Dạ. Ok. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ á, cái mẹ kêu là con phụ mẹ không được, không phải con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chịu nữa. Mẹ có nói mẹ vậy á. Lắm á. Dạ. Con cứ lụm rau lụm dưa này kia nọ rồi xong nghía coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào. Dạ. Này kia nọ mình học được cho riêng bản thân. Dạ. Mình nha. Dạ. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Dạ. Còn trẻ quá. Đúng mà. Rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Nghe. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng ha.